Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin tự giới thiệu, mình là dược sĩ của Nhà thuốc và cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm là Triple K Gold. Sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe của xương khớp, mạnh gân cơ, chắc dây chằng. Sản phẩm này có công dụng là nuôi dưỡng chức năng gân, xương khớp, tái tạo độ nhờn và độ dịu dai cho khớp, giảm khô khớp. Mình sử dụng trong các trường hợp là giãn dây chằng này, viêm đa khớp này, bài khớp, thoái hóa xương khớp và co thắt cơ. Ở ngày xưa mình hay thấy là chỉ những người lớn tuổi 40, 50 tuổi mới bị viêm khớp, đau khớp. Nhưng mà hiện nay cái trường hợp này nó đã trẻ hóa đi. Những bạn trẻ hiện giờ rất là dễ bị viêm khớp, đau khớp. Bởi vì là chế độ ăn uống nghỉ ngơi không hợp lý là thứ nhất. Thứ hai là mình có một cường độ hoạt động không hợp lý. Như những bạn mà hay chơi thể thao này, bóng chuyền này, cầu lông này, bóng rổ này, vân vân. Các bạn có một trường hợp, một cái cường độ làm việc dày đặc, nên là nó rất là dễ gây viêm gân, viêm cơ. Thì cái sản phẩm này hỗ trợ rất là tốt nha mọi người. Sản phẩm là sự kết hợp của glucosamine 1500 này, collagen type 2 này, chondroitin, vitamin D3, MSM, nhựa cây nhũ hương, curcumin, boron và natokinat. Cái sự kết hợp này nó cực kỳ hoàn hảo nha mọi người. Thứ nhất, glucosamine 1500, một ngày mình uống 2 viên là đủ hàm lượng. Hàm lượng của nó cao rồi đó. Collagen type 2 thì nó sẽ hỗ trợ cho dây chằng, gân cơ. Chondroitin nó có tác dụng kháng viêm, giảm đau. D3 nó sẽ hỗ trợ tăng hấp thu canxi. MSM cũng là có tác dụng kháng giảm đau, chống viêm. Đó, trong này nó có curcumin nữa, nghệ, chiết xuất nghệ nó cũng có tác dụng kháng viêm ạ. Riêng cái thành phần này mình có cảm thấy có một cái thành phần tốt là natokinat. Cái thành phần natokinat này nó sẽ có cái tác dụng là đánh tan những cục máu đông trong cái thành động mạch. Nếu những bạn nào mà những người lớn tuổi mà người ta hay bị tắc nghẽn này, hay là bị tê bì trắng tay này, thì nó sẽ làm cho máu nó lưu thông đều, nó không bị tê, bị viêm, bị đau. Sản phẩm này dùng được cho những bạn đang có cái vấn đề về gân cơ rất hiệu quả nha. Mình đã cho một bạn là giáo viên dạy thể dục một nhiều trường sử dụng rất hiệu quả, và chị anh ấy cũng cho những cái học sinh của mình sử dụng khi mà bị viêm gân, viêm cơ và bị giãn dây chằng cực kỳ tốt. Những người lớn tuổi thì bổ sung glucosamine để tăng cái hở nhảy cho khớp á, rất là hiệu quả nha mọi người. Lọ này là đóng gói 60 viên, dùng được một tháng, nếu mà mình dùng mỗi ngày 2 viên. Còn những bạn trẻ bổ sung gân cơ dây chằng thì mình dùng mỗi ngày 1 viên. Sản phẩm này có bán ở cả ba cơ sở của Nhà thuốc nha mọi người. Giá thành của nó rất là hạt dễ. Mỗi ngày mình uống 2 viên thôi thì một ngày khoảng 10.000, 10.000, 15.000, rất là rẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình chia sẻ. Xin chào mọi người ạ.